để xây cho hoa nhan. Chính là tình cảm của anh hay là đôi sớm sớm mà hình ảnh của em trong trái tim anh. Chắc là em muốn như vậy, nhưng em đâu nào có hay. Con tim anh nó không thể làm như vậy vì nó đã yêu em. Yêu bằng tất cả con tim chung thật không dễ dối. Để bỏ tim anh phải xa đi tên đi, vì anh thật sự không đáng sợ con đi em đâu. Và chắc sẽ có lẽ đây sẽ là một bài diễn cuối cùng anh dành tặng cho em. Như bao cảm xúc chứa đựng trong ngày hôm nay, anh như phải là sau đây. Khi anh còn yêu em nhiều biết mấy, nơi mình cứ mãi đông này. Mỗi khi anh nhớ đến em chỉ muốn nhìn em qua những tấm hình mà em đang gửi trước đây. Rồi chắc là khóc, từ mong chỉ biết tên anh, để sao mình lại như vậy. Những nước mắt, ướng nhòe, những trang giấy, em biết làm gì gì đây. Và sẽ không có thể thấu ý lòng em đâu. Dường như anh nghe là khi chúng ta lặng nhau, anh đã yêu em từ đầu. Và anh sẽ mãi không quên em, biết bao nhớ thương ngày qua. Giờ thấy anh biết em rời xa, nước mắt tuôn rơi nhạt nhòa. Dù cho anh yêu cao cũng vậy thôi. Bao nhiêu kỷ niệm mà còn hôm nay, hiện về trong trí óc này. Ngày hôm ấy anh và em tay trong tay, như cơn mơ anh đã thực sự cảm thấy hạnh phúc biết bao. Khi anh mà có được em ở trong vòng tay, anh sẽ nhớ mãi giây phút ấy. Anh biết em không tin anh, vì anh đã yêu em một cách thật dễ dàng. Anh biết em cần một thứ cảm giác gần lại bên tay, nhưng mà thực sự trong trái tim anh này cũng chỉ có mình em này thôi. Suốt đời mình không thay đổi, anh chỉ cần em tin vào câu nói này thôi. Vì em là người quan trọng nhất cuộc đời anh, cũng như trước đây anh đã từng nói. Em là một phần của giấy mà ôm chờ để mang cho anh. Không có gì có thể so sánh, anh chỉ cần có em ở bên cạnh. Sau thêm đi bao giờ lại trong trái tim anh. Anh có thể đơn độc tất cả những trái mình sống để có được em. Muốn được yêu em, không ai có thể thay thế được em, vì nó đã khắc lên tên của em.